Mình xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Bây giờ mình mới vừa đi làm về cho đàn bồ câu của mình ăn xong mọi người. Đây là hai con gà kỳ lân bữa mình mua của ông anh lúc dịch đó, nay cũng được 2-3 tháng gì đó. Lúc mình mua là tới giờ nuôi tới giờ 2-3 tháng nha, còn lúc gà mình mua là nó cũng mấy tháng rồi mọi người, cũng bự bự đó. Nay hai con bự nè, cặp này chắc tầm 4-5 tháng gì đó, mình đoán cả đó. Mình cho đàn bồ câu mình ăn xong rồi mình ngồi mình ngắm nè, rồi mình quay cho mọi người xem. Mình tới chủ nhật này mình sẽ đi đặt thêm lồng mọi người, mình tính làm lồng thêm nữa. Đây bấm mình sẽ quay cái toàn thể cái chuồng mình cho mọi người xem. Là hổm mình nuôi hai hai dãy đây, một dãy đây vô đó dưới lên đó, còn mình bỏ trống mé ngoài mọi người. Mình bỏ trống mé ngoài đây, hay đó là mình cái sào đồ của mẹ mình đó, rồi mình máng mấy chim trâu trảo của mình lúc trước bẫy được á, nuôi nay cũng 5-6 tháng vậy này đó. Mình tính dừng thiết mọi người, có nơi kêu tôn nơi kêu thiết á, nói chung là cái tấm đó đó, ở mình là kêu thiết đó. Mình dừng ngang qua đó này, mình dừng lên tới đây đó, mình sẽ làm thêm hai dãy lồng nữa đó. Mình sẽ dời cái hai cái dãy mà là 1m2 đó mọi người, 1m2 ngàn đôi là mới u là 6 tấc đó, là để dành nuôi banh Việt Nam hoặc là chim vú đó. Mình sẽ dời qua cái mé chỗ mấy cái lồng chim đó, còn cái mé này thì mình sẽ đặt lồng mới, là mình sẽ đặt 60-80 mọi người, chiều cao lên với chiều sâu vô là 60, chiều dài ngang qua là 80 đó. Mình định là làm 3 tầng là 9 cái á, là từ đó qua đó là 2m4 vừa luôn mọi người, tại hai cái dãy lồng đó là cái 1m2 là 2m4 đó. Mình làm 8 tấc là làm 3 là 8 3 24 là 2m4. Mình làm ở dưới dưới 3 cái, trên 3 cái, trên 3 cái là 3 tầng là 9 cái á. Mình sẽ nuôi mấy cặp kinh mọi người. Làm cho nó cái chiều chiều cao cho nó cao chút xíu, còn lồng này lồng chợ nó chiều cao có 4 tấc rưỡi 5 tấc rồi đó, nó hơi thấp quá, với cái chiều sâu vô nó cũng có 4 tấc rưỡi 5 tấc gì đó. Giờ mình sẽ đặt sẽ cái kẽm nó bự hơn, cái chuồng nó cứng cáp hơn, cái sàn á nó cứng hơn là con chim, nó con chim mái mà lúc mình con trống nó đạp lên mọi người, nó đứng nó sẽ có thế đứng nó chịu dễ hơn. Chứ mình mua cái tấm cái tấm mà tấm mũ đen này mọi người, tấm nhựa này nè, tấm lưới nhựa này nè, nhưng mà mình sẽ mua chắc mua màu xanh quá, màu xanh mình mua sẽ lỗ bự hơn, để cho phân nó dễ lọt xuống. Cái bữa này có ông anh cho mình cái này lỗ hơi nhỏ nên mình để vô á, cái con chim này đi nó cho nó im chân, nhưng mà với chim con nó ra chim con á, nó nằm xuống nó cũng im nữa, nhưng mà cái lỗ này nhỏ quá, đi phân dướng phân lại nó không có lọt, nó dơ lắm. Có mình sẽ mua cái loại lâu bự hơn đó. Mình sẽ đặt ở đó là 9 lồng 3 dãy, mình sẽ làm lồng đặt cái kẽm nó bự hơn. Ở dưới đáy thì mình làm ngăn khít, rồi mình sẽ trải thêm một lớp lưới nhựa đó nữa, đừng cho nó im chân bồ câu. Với lại lúc con chim trống đặt chim máy nó sẽ đứng nó vững hơn mọi người. Còn như cái lồng này nè, là cái chỉ nó có cái sông sông ngang hay sông gì nè, nó đứng nhiều khi cái chân nó bị lọt chưa, nó không có thế được. Con trống này nặng quá nè, con trống bự hơn này, con máy nè nặng quá, này leo lên nó bị chênh qua chênh lại mọi người, cái khả năng nó lên cột nó sẽ không cao bằng bằng cái mặt chuồng mà nó bằng phẳng nó im ha, cho con máy nó đứng có thế hơn đó. Mình ý định của mình là vậy đó, rồi mình sẽ nằm ở dãy nuôi kiển ở đó. Còn cái dãy lồng này là lồng 1m, lồng chợ mình vẫn để luôn đó. Mình sẽ đem hết mấy cái cặp kiển này qua bên cái dãy lồng mới đặt, còn mấy cái lồng này thì mình để cái cặp nào mà nó ở đây có cậu thì mình để luôn, còn là mai mốt nhiều khi kẹt kẹt á
mình ra chim con rồi mình để vô cũng được, khi mà mình kẹt mình mua chim về gậy thêm đó, mình để vô thì mai mốt khi nào mình có tiền mình sẽ đặt thêm giải lồng để bên đây luôn, là hai giải mọi người là để dành chiên về nuôi kinh không á. Còn cái giải đó mình sẽ đem qua đây để dành nuôi banh Việt Nam hoặc chim vú, rồi ở bên đây mình che thiết qua mình làm giải này nữa, làm tới cái hồ cá bảy màu của mình đó, mình sẽ để một giải lồng 50 vuông để mình nuôi vú hoặc banh Việt Nam cũng được mọi người, nói chung là vậy đó. Đó, mình sẽ làm thêm hai giải nữa chứ để không gì phí quá. Nuôi cho nhiều lên thì chủ nhật mình này mình sẽ đi lên em Vũ mà mình có quay mấy clip trước mọi người, cái chạy mà trên chợ gạo đó, em mới về thêm kinh với mon đồ nhiều lắm mọi người. Đó, mình sẽ lên chợ mình bắt thêm mấy con kinh Hà Lan con về mình để dành mình gài giống, rồi mình sẽ ghé ông anh cũng chợ gạo nữa, mình sẽ bắt banh Việt Nam về mình nuôi nữa, mình sẽ gầy ra mốt có chim con mình chia lại cho anh em đó. Rồi mình lên tới đó mình sẽ quay cho mấy anh em xem mà cái chạy của em Vũ đó, mình sẽ về thêm bồ câu gì nữa nha, toàn hàng VIP không mọi người. Em gửi cho mình qua Facebook á, gửi tin nhắn á, để cho mình coi mon với kinh đã lắm, mình coi mình ghẹn luôn, mình mê luôn mọi người. Mọi người xem chim mình vậy nè, không có mê đâu, lên xem chim của em VIP là muốn nhìn mấy ghẹn nữa, mấy cái màu toàn là màu mắc tiền thôi à, với lại tướng tá dáng đồ nhìn đã lắm, nhìn phê lắm. Rồi sẵn bữa đó mình đi đặt lồng luôn mọi người, điền công đôi chuyện, mình ghé bắt bồ câu 3 chỗ, một chỗ bắt kinh Hà Lan, hai chỗ bắt banh Việt Nam, rồi xem ghé chỗ đặt lồng nữa. Đó. Tới chỗ nào mình quay được mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Cái cặp này của mình nó mới đặt cò nữa mọi người. Con trống này chiến này đặt có lý rồi, thấy đặt chà đồ ghê lắm mà không biết lên cò không. Còn cái cặp mà kinh đỏ mà cái con trống mà cái mỏ nó quắp xuống đó, để hai trứng mà lên cò có con trứng à, còn trứng kia hư mình bỏ rồi. Nghỉ đẻ này cả 2 tháng rồi mới đẻ lại mọi người. Cặp đó lúc trước đẻ sai ghê luôn á, mà giờ nó biết sao nó ngưng thời gian, nó không đẻ nữa. Còn cái đó là cặp kinh vàng tơ. Hai con này không biết chống máy nè. Cái khả năng mà thấy hai con chống nhiều hơn là con chống con máy. Còn dưới đó thì hai con Pháp mình bắt ghép với con chống gà Mỹ. Mình sẽ đi vô đây mình quay cho mọi người xem cho rõ, mình mở lưới ra. Mọi người thấy hai Pháp trắng bự ghê mọi người. Một con thì có em Vũ cho, một con thì mình bắt trên anh Bình trên chợ gạo mọi người. Con trống đó em Vũ cho, con máy này hơi bự hơn xíu nè. Máy này có máu lai banh y máu lai kinh Trung Quốc này, nó bự, nó hơi ngắn đòn với bự mọi người thấy không? Đập cò rồi mà chưa đẻ, chim này chim tơ, con máy tơ chưa mới lớn chưa đẻ lần nào á. Đây cặp banh Việt Nam của mình đẻ hai lứa. Mà nó đẻ dưới sàn không mọi người. Qua anh đây lứa thứ hai, qua anh đây mình lượm trứng đẻ lên đây nhưng mà nó không có cầu. Mình bỏ trứng rồi, giờ nó ấp là ấp không á. Mới bỏ trứng nãy luôn á. Còn đây banh Việt Nam nè. Banh Việt Nam hai con sáu hai vạch với một con trắng cánh nâu. Bữa mình bắt về mình định bán mọi người, mình không chơi banh Việt Nam nữa. Nhưng mà bắt về thấy đẹp quá, mình nãy xin ý định là mình sẽ để lại gầy mọi người. Với nhiều anh em hỏi mua banh Việt Nam với bồ câu gà á mà mình không có bán. Tại lúc trước á là mình quay clip đăng lên á thì mình hồi trước mình nuôi banh Việt Nam với bồ câu gà nhiều lắm. Rồi giờ mấy clip cũ đó mấy anh em mà mới vô coi đó, người ta không có để ý ngày tháng á. Ta tưởng là mình còn nuôi. Tại mình đăng mấy cái clip đó lâu rồi nhưng mà ta không để ý, ta tưởng là mới đăng. Ta hỏi mua. Nhưng mà mình không có nữa. Hiện tại mình chỉ nuôi kinh Hà Lan thôi. Mà kinh Hà Lan nó cũng khó ra con lắm mọi người. Nó không phải là nó ra dễ ra như là banh Việt Nam. Đó nên hỏi cũng không có mà bán nữa. Đó nên mình suy nghĩ lại là mình sẽ gậy banh Việt Nam lại mọi người. Banh Việt Nam mình chỉ chơi lại hai màu thôi. Cái màu trắng cánh nâu nâu nè. Với màu trắng xám hai vạch.
nhưng mà mình thích sấm hay bạch hơn, tại vì của anh đó là có cái màu này nên mình lấy hồi để gậy luôn, chứ thật ra mình chỉ thích một màu này thôi, trắng sấm hay bạch đó thì nó đẹp hơn người. Đây là, đây được ăn cặp rồi, đây được ba con, rồi tới chủ nhật này mình đi bắt thêm 5 con nữa là bên Việt Nam không á, đó mình sẽ gậy lại bên Việt Nam, mốt có 9 con bán cho anh em. Rồi này hai con này là hai con Fast Tiger. Đây, Fast Tiger của cặp này nè mọi người. Cặp Fast Tiger mình à, mới hồi chiều này nở đường cặp nữa rồi, nhưng mà bữa nay là thứ bảy, ấy thứ sáu. Là ngày mai thứ bảy là chủ nhật mình đem cặp này mình tặng cho em Vũ trên chợ gạo mình đi bắt bồ câu kinh đó, mình sẽ tặng cho em rồi em cũng tặng lại cho mình cặp Titan về làm vú. Đó. Còn cái cặp vàng này đẻ lại, cặp vàng này 6 lứa rồi. Lứa này là lứa thứ 6 rồi nè. 6 7 gì đó, chắc thứ 6 à, nhưng mà lứa này mới đẻ mấy ngày mình đi chứ. Phần trăm lên cầu không cao mọi người. Đó mình để mình thấy đạp cũng được lắm mà sao không lên cầu, để mình làm chuồng mới để cho nó rộng rãi với cho cái sàn nó êm ái nó cứng cáp, thì thử coi có thay đổi được gì không mọi người, thử coi có lên cầu không. Thì cặp đỏ cũng mới đẻ lại mấy ngày nè. Đó, đỏ có thui rồi, con đỏ nằm bít cái rổ rồi. Tại trời tối anh mọi người thông cảm nha. Dưới đây thì mấy con chim lộn xộn. Còn đây cặp kinh đen của mình nè. Rồi cặp kinh đen mình bữa anh bắt con trống về mình ghép, mình có quay cho mọi người xem á, là nó đạp cầu, mình thấy đạp cầu nhưng mà không có cầu. Là lứa thứ hai, ở lứa đầu mình thấy ấp ngon quá mà không có cầu, mình bỏ lứa thứ hai, mình cho nó để tự ấp luôn mọi người. Anh Nga về đẻ hai trứng xong, vừa xong trứng thứ hai là đạp bể luôn. Trời ơi, ổn gì đâu á, trống sung ghê không, trống tròn quay bự sung đẹp nữa, tiếc quá. Lứa sau mình canh nó đẻ mình bắt ra cho vú liền mọi người. Đó, mình sẽ đầu tư thêm vú, vú mình cũng ít quá, không có trùng ngày, mình phải đều đầu tư vú nhiều vô đựng cho cái khả năng mà vú trùng ngày với cái cặp kiển mình nó nhiều hơn. Chống mái dũng gù mọi người thấy không, chống mái dũng gù á, con mái là đứng trong rổ á. Sung ghê không, này cặp chống chống kinh lai gà, mái gà cặp này ký 650 nè. Ra cặp con mình thả vô đó rồi. Con trống thì con kia bự lắm, nhưng trống con này cái ghim thôi rộng thanh thang luôn, này nghi máy rồi. Gần cặp đó, con lưới trước con lưới sau. Đẻ mới đẻ lưới nữa ấp lên cổ yếu rồi. Thôi là nay quay cho người xem cái dự định mình sẽ làm thêm chuồng mới nha. Rồi khi nào mình làm chuồng mới mình sẽ quay một clip để cho người xem. Tham khảo coi cái chuồng mới của mình sẽ như thế nào nha. Rồi chào tạm biệt mọi người xem thấy thích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.